sai bạn được. Chẳng qua cà rốt đang bị cảm, mệt mỏi nên chơi không tốt thôi. Thôi thôi thôi, hai bạn đừng có cãi nhau nữa. Em xin chào chị Ốc Thanh Vân. Chào mừng chị Ốc đến nhà Đốc Tơ khỏe chơi. Em chào chị ạ. À, hả? Ốc Thanh Vân đến rồi sao? Ốc nghe Đốc Tơ khỏe gọi điện thoại, Ốc vui quá chừng cho nên là chạy sang đây luôn. Chị Ốc đã đến nhà rồi mà các con còn chưa lau bàn rồi vào phủ Đốc Tơ khỏe nữa hả? Thôi nghỉ đi, thắng hoài mà không muốn chơi chút nào á. Lần sau mình hết bệnh á, mình sẽ cho bạn nếm trải thế nào là liên hoàn thua. Cà rốt là cà rốt, chị thấy giọng của em ho muốn khàn giọng luôn rồi đó. Đốc Tơ khỏe ơi, có cách nào giúp cà rốt không? Biết chanh vào bếp mang chén thuốc Đốc Tơ khỏe để trên bếp ra đây cho bạn cà rốt uống đi con. Dạ, con đi liền. Ủa, Đốc Tơ khỏe, cái thuốc gì mà có khả năng trị được bệnh ho đến khàn giọng của cà rốt vậy? À, cà rốt bị cảm cúm mấy bữa nay, đã đỡ sốt rồi, nhưng vẫn cứ ho hoài không dứt, mà lại còn tích đàm gây khó chịu. Đốc Tơ khỏe dùng lá su hào, nấu với dầu mè, cà rốt ăn và uống cả nước thì sẽ giúp tiêu đờm và giảm ho. Con thấy trong chén nước á, hình như có bạn su hào, đúng không Đốc Tơ khỏe? Phải rồi đó biết chanh. Cha cha, bạn su hào giỏi quá nè, vừa biết yêu thương bạn bè, lại còn trị giúp bệnh của cà rốt nữa, hay quá à. Chị Ốc khen làm em ngại quá. Nhưng quả thật, cơ thể em có vị ngọt và tính mát, nên em còn có nhiều công dụng khác nữa đó. Đúng rồi nè, su hào còn dùng chữa viêm loét thành tá tràng, viêm xoang nữa đó. Ừ, về chữa bệnh thì thực sự là Ốc không rành lắm đâu. Nhưng mà Ốc biết chắc chắn một điều là su hào có rất là nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Đúng không, Đốc Tơ khỏe? Dạ, em có chứa protein, lipid, carbohydrate, chất xơ, canxi, sắt, phốt pho, kali, natri, đồng, magie, kẽm, selen, vitamin A, B1, B2, B6, C, D, E, biotin, K, B, carotene, folacin, pantothenic acid, niacin đó chị. Cà rốt, uống thuốc đi con. Con mãi nghe nên con quên mất. Bạn su hào á, chứa nhiều chất dinh dưỡng quá. Con nghe một lần mà, không thể nào mà nhớ hết được á. Bí chanh đừng lo lắng, lén nữa mình sẽ ghi chú lại giúp cho bí chanh. À, đặc biệt su hào còn chứa vi lượng molyp đen. Vi lượng molyp đen này của su hào có tác dụng ức chế sự hợp thành nitrosamine là chất gây ung thư. Vì vậy mà thường xuyên ăn su hào có tác dụng phòng chống ung thư. Vậy thực đơn hôm nay của nhà mình chắc là có món su hào đây. Con biết có món su hào luộc, xào mỡ, xào thịt, hầm xương và nấu canh nè. Khó nghĩ quá ta. Thôi, hay là bây giờ cả nhà mình ưu tiên cho cà rốt chọn nè. Để em xin chọn món su hào nấu canh nha. Vậy Đốc Tơ khỏe không phải suy nghĩ thực đơn trưa nay nữa rồi. Thích quá ha. Vậy thì hợp quá với bạn bí chanh rồi. Ý bạn muốn nói là mình mập á hả? Cái này là bạn tự nhận nha, chứ mình không có nói à. Hôm nay thật là vui vì chúng ta đã biết thêm rất là nhiều những thông tin hữu ích. Hy vọng là quý vị khán giả sẽ luôn đón xem chương trình Đốc Tơ khỏe ở những số phát sóng tiếp theo. Còn bây giờ Ốc Thanh Vân, Đốc Tơ khỏe và các bạn nhỏ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.